Hồng Sơ Si biết, địch đại Nhật Ba muốn phát triển toàn diện. Dương Tử chuột nữ thần Kim Ưng, Ngô Lỗi Lộ Tư, không liên lạc. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoàng ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú đến hàng loạt tin xưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù, đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin xưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Địch Đại Nhật Ba vừa đóng chính kịch vừa đóng thần tượng. Khi bạn nhìn vào những bộ phim đang nằm kho của Nhật Ba thì sẽ thấy có cả chính kịch lẫn cổ trang thần tượng, loại hình không giống nhau. Hướng phát triển trong tương lai của Nhật Ba không khác thế này là bao, cô ấy sẽ không gắn bó với một loại hình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa Nhật Ba sẽ rút ngắn số lượng phim chính kịch. Chỉ là cô ấy có sự hạn chế đối với phim thần tượng. Hơn nữa Địch Đại Nhật Ba rất thích đọc tiểu thuyết. Đôi khi cô ấy nhận phim là có liên quan đến những cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đã đọc. Về phần chính kịch thì đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao cô ấy vẫn cần giải thưởng để chứng minh mà. Còn lịch chiếu phim Công Tố Tinh Anh tạm định tháng 11, An Lạc Chuyện có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trần Hiểu phát triển thế nào? Năm nay Trần Hiểu thông qua Mộng Hoa Lục mà trở nên nổi tiếng hơn, nhưng đối với sự nghiệp thì lại không thăng tiến được mấy. Bên cạnh đó nhiều kịch bản phim cổ trang thần tượng bắt đầu tìm đến Trần Hiểu, còn phim chính kịch ít đến đáng thương. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy hoạch phát triển sự nghiệp của anh ấy, khiến anh ấy rất bất lực. Nhiều năm qua Trần Hiểu đã tích lũy được danh tiếng tốt, bản thân anh ấy luôn được đánh giá cao hơn các tiểu sinh kiểu thần tượng kia. Diễn xuất của Trần Hiểu thì khỏi phải nói, rất dễ đàm phán chuyện phiên vị. Những tiểu hoa hot hơn anh ấy hoặc ít nổi hơn cũng như nhau, anh ấy không nghĩ phiên vị là quan trọng. Tuy nhiên sức hút của Trần Hiểu còn hạn chế, anh ấy không giống như Hồ Ca hay Vương Khải, được cả trong lẫn ngoài giới công nhận. Cũng không có lượng fan đông đảo đứng sau hậu thuẫn như các lưu lượng kiểu thần tượng kia. Chính điều này đã dẫn đến việc Trần Hiểu thiếu tài nguyên tốt, nên không có nhiều dự án cấp S cộng tìm đến anh ấy. Âu Dương Nana mang tiền vào đoàn phim. Âu Dương Nana bén duyên với làng giải trí cũng được một thời gian, nhưng sự phát triển chỉ giới hạn ở việc tham gia các game show cùng tài nguyên thời trang. Tài nguyên phim ảnh thì kém hơn nhiều so với những tiểu hoa đồng trang lứa. Âu Dương Nana cũng hiểu rõ, nếu như không có phim chiếu mà chỉ dựa vào mỗi game show thì nhân khí không thể duy trì được lâu, nên giờ cô ấy đang cố gắng để vào đoàn phim. Kỹ năng diễn xuất của Âu Dương Nana kém có tiếng, đạo diễn tốt một chút cùng với dự án lớn không bao giờ tìm tới cô ấy. Hiện tại thì Âu Dương Nana chỉ có thể tiếp xúc với những dự án cấp AB và yêu cầu diễn xuất ở mức trung bình. Khoảng thời gian trước, Âu Dương Nana không dễ gì, mới lấy được Vĩnh An Như Mộng. Bộ phim này có lẽ chỉ là cổ trang thần tượng cấp B. Ngoài ra Âu Dương Nana cũng tìm đến đạo diễn và cho biết cô ấy sẽ mang tiền vào đoàn phim, để đạo diễn chú ý đến khoản tạo hình và trang điểm của cô ấy một chút. Dương Tử chuột danh hiệu nữ thần Kim Ưng năm 2022 bởi vì nàng tiểu hoa nhiều lần, bị vạ lây bởi Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong khiến phim bị đắp chiếu vô thời hạn và bị gỡ xuống. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư hiện tại không có liên lạc gì cả, họ đang bận rộn với các dự án riêng của bản thân và chỉ là cặp đôi màn ảnh mà thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.